Ngày 21 tháng 11, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và hợp tác xã do có hành vi chặt chém nữ du khách Thái Lan. Trước đó, một nữ du khách Thái Lan phản ánh trên mạng xã hội bị tài xế chặt chém 3,8 triệu đồng cho chuyến xe đi từ khách sạn ở Đà Nẵng đến khu du lịch Bà Nà Hill và Hội An. Mặc dù trước đó, nữ du khách này đã thỏa thuận từ đầu với tài xế là 1,5 triệu đồng. Nhận thông tin, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng đã ra soát và xác minh được tài xế điều khiển xe ô tô là ông T, xã viên thuộc hợp tác xã cùng kinh doanh. Tuy nhiên, tại thời điểm chặt chém du khách, tài xế này tự thỏa thuận để bắt khách, hoạt động như xe dù. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng, hợp tác xã cùng kinh doanh đưa vào hoạt động ô tô do tài xế T điều khiển, tham gia kinh doanh vận tải theo hợp đồng. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11, tài xế này chở hai du khách Thái Lan nhưng không có hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách theo quy định. Căn cứ vào các sai phạm, ông T bị phạt 1,5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Hợp tác xã cùng kinh doanh bị phạt 11 triệu đồng, tước quyền sử dụng phù hiệu xe hợp đồng trong thời gian 2 tháng.